Chào các bạn nhé, mình đang có mặt trực tiếp tại bãi môn của đây là bãi môn Mũi Đại Lãnh đúng không? Mũi Đại Lãnh. Và trực tiếp và đối diện các bạn đây chính là cây dứa. Dứa gì ạ? Cây dứa dại, nhưng quả không dại. Thường thân nước quả đều không hết. Dạ đúng rồi, và đây, đây chính là chai nước của nó. Chai nước sau khi đã nấu. Đây là trái dứa. Trái dứa. Oh, quả dứa ngâm rượu. Quả dứa nấu nước. Đây là đây ạ. À, đây là okay. Đây là cây dứa nha. Cây dứa có quả thật luôn đấy các bạn nhé. Đây. Đầu tiên thấy này. Đây này. Cây dứa thật nhá các bạn nhá. Đây này, cây dứa thật nhá. Không phải cây dứa giả đâu. Đây để gắn cái mặt mình vào đây. Đây. Quả dứa và cây dứa thật. Thế phải cái nước này uống rất mát đúng không chị? Chị ơi, cái này uống rất mát đúng không? Cho em một chai đi. Rất chi là lạ nha. Xung quanh đường lên ngọn hải đăng này các bạn sẽ thấy là rất nhiều quả dứa dại ở đây. Quả dứa lấy hồi lễ mà các bạn có thể chế nước để các bạn uống. Trên này đất khô cằn hơn, là quả dứa nhỏ hơn. Còn phía dưới lúc lễ mình ăn gà là dứa to hơn. Ở đây được trang bị rất nhiều thùng rác để các bạn bỏ rác ở đây nhé. Thảm thực vật đây rất chi là xanh, không giống như loại vùng Ninh Thuận.